Chỉ bằng chiêu vẽ vời về mua bán bất động sản, một giám đốc công ty ở Đà Nẵng lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc 30 tuổi này. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Vĩnh Sơn, 30 tuổi, tạm trú quần ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát, năm 2021, Sơn giới thiệu dự án Vịnh An Hòa City tỉnh Quảng Nam cho bà Nguyễn Thị TV mua. Chỉ trong thời gian ngắn, từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021, bà V đã nhiều lần chuyển cho Sơn và công ty của Sơn tổng số tiền 20 tỷ 200 triệu đồng để đặt cọc mua đất tại dự án. Trong quá trình giao dịch, Sơn ngứa cho bà V vào tháng 6 năm 2021 khi nhận đủ tiền sẽ bàn giao đất và sổ đỏ. Tuy nhiên, đến hẹn nhưng không thấy đất và sổ đỏ như đã hứa. Bà V chất vấn thì Sơn thừa nhận không thể mua được đất, còn số tiền hàng chục tỷ đồng đã chuyển đặt cọc thì đã được Sơn đầu tư vào tiền ảo, đã bị thua lỗ hết. Tháng 6 năm 2021, Sơn có hoàn trả lại cho bà V số tiền 4 tỷ đồng. Đến thời điểm bị khởi tố bắt tạm giam, Sơn vẫn còn nợ 16 tỷ 200 triệu đồng.